Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình vấn đáp Phật pháp cùng thầy. Hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2020. A Mi Đà Phật. Câu hỏi của Phật tử đặt ra cho con là: ăn chay có cứu được trái đất hay không? Đây là cái nhìn, cái hiểu của riêng con. Chúng ta đã chứng kiến hơn một tháng rồi cái cảnh địa ngục trần gian, nguyên một nước Úc là một châu lục biến thành một hòn lửa đỏ từ trên vệ tinh nhìn xuống, cháy rực. Hơn nửa tỷ loài vật có thể thấy và đếm được bằng xác chết ngổn ngang đó, đã bị thiêu rụi. Nhiều hơn cái số lượng cụ thể đó nữa là những cái thiệt hại to lớn khác về người, về vật, về thiên nhiên, môi trường. Đây là một tiếng chuông báo động. Tiếng chuông báo động này đã đến lúc mà con người phải hành động và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những cái gì mà chúng ta đã sống và tạo ra cho đất mẹ bé nhỏ này. Trái đất này là một thiên đường, bởi vì hệ mặt trời này chỉ có duy nhất trái đất này có sự sống, rất đẹp bởi vì nó là màu xanh. Nhưng thiên đường này nếu không được giữ gìn một cách có trí tuệ và từ bi thì nó cũng sẽ là địa ngục, và nó đang biểu hiện thành cái địa ngục cho những cái loài khác mà loài người là nguyên nhân chính đã tạo ra. Khi mà cháy rừng, cái tai hại nó vô cùng lớn. Theo nghiên cứu thì nếu như ngay phút giây này mà toàn bộ các loài vi khuẩn, côn trùng nhỏ mà mất, mà chết, biến mất, thì chưa đầy khoảng 15 tháng toàn bộ sự sống trái đất sẽ không còn. Các loài côn trùng lớn hơn một chút như ong, bướm, nếu mà biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc thì chưa đầy 2 năm đến 3 năm, 4 năm trở lại, sự sống sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Bởi vì các loại vi trùng nhỏ nó thiêu hủy và chuyển hóa xác chết thành dinh dưỡng để nuôi cây. Và các loại động vật ăn thực vật, nó phải cần các loại vi khuẩn để chuyển hóa cái thức ăn thành dinh dưỡng. Và phân người hay là bất kỳ một loại phân nào cũng cần vi sinh vật để mà nó chuyển hóa. Nếu không có các vi sinh vật đó, trái đất này không thể duy trì được sự sống. Các côn trùng giống như là ong, bướm, nó có cái nhiệm vụ thụ phấn, nó duy trì các nòi giống cây này với cây kia, nhụy và nhụy. Nó có vẻ đơn giản là nhỏ bé về cái kích cỡ, nhưng nó đóng cái vai trò là sống còn của cái chuỗi thức ăn sinh học ở trên cái đất này. Cho nên con vật lớn sẽ không còn cái con thức ăn nhỏ như là những con vật nhỏ như cào cào, châu chấu, cóc, nhái. Và những con vật lớn sẽ không còn thức ăn thì nó chết dần. Và dĩ nhiên chúng ta là một trong những con vật lớn đó, là người sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu như là người hủy diệt một trong những cái sự sống trên trái đất này thì kết quả là người cũng sẽ tự động bị hủy diệt theo cái chuỗi thức ăn ấy. Tai hại nó vô cùng lớn. Thứ nữa, cái nhiệt độ trái đất đang nóng lên từng ngày và biểu hiện là cả một cái đất nước như là một hòn lửa đó. Khi mà nó cháy là nó bắt đầu cháy từng bụi cỏ, chứ không phải là cháy nguyên một đất nước, một lục địa như vậy. Nhưng cái nhận thức của con người chưa có cảm giác được cái tầm quan trọng của cái việc hâm nóng của toàn cái đất này, cho nên người ta đã chưa dập tắt từ khi còn rất nhỏ. Điều đó nó cho cái chúng ta một tiếng chuông rằng cái nhận thức của chúng ta chưa có cảm giác rằng trái đất ở mức báo động cực kỳ quan trọng, trong khi Úc thì đang chết người, chết vật, đốt cháy thiên nhiên, thiêu rụi toàn bộ như vậy. Thì ở Jakarta, thủ đô của Indonesia, thì lại đang bị cũng chết người do lũ lụt chưa từng thấy. Vậy mà con người vẫn đang tạo ra chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Họ chưa bao giờ dừng lại đau khổ và chưa bao giờ hành hạ cái cơ thể sống này của đất mẹ. Và hôm nay chúng ta nói đến cái chuyện bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường. Không phải do con người trái đất và môi trường này có, mà do trái đất con người có. Vì vậy con người nếu muốn sống và sống hạnh phúc an lành thì không có gì khác phải bảo vệ chính cái cơ thể của mình. Trái đất này không phải là một cơ thể tách biệt với cơ thể của con người. Chúng ta mỗi khoảnh khắc hít vào những gì mà cái cây nó thở ra là oxy, và cái cây nó hít vào những gì ta thở ra là CO2. Đất cũng vậy, đi vào cơ thể ta mỗi phút giây đó là thức ăn. Và nước cũng vậy, đi vào cơ thể ta mỗi khoảnh khắc. Tất cả ta đều lấy miễn phí từ đất mẹ này. Đất mẹ có thể chu cấp miễn phí sự sống cho ta, nhưng nó sẽ không đủ chu cấp cho lòng tham của con người. Có hơn 2-3 trái đất cũng không bao giờ đủ. Và đã đến lúc chúng ta phải hành động. Lòng từ bi phải trở thành hành động để thực hiện một cái gì đó. Nếu ta không muốn thế hệ tương lai nguyền rủa cái thế hệ trước của chúng ta là vô trách nhiệm và sử dụng quá nhiều cái tài nguyên đến mức cạn kiệt. Cái lý do vì sao mà dẫn đến cái ô nhiễm môi trường, cái hiệu ứng nhà kính, nước biển tăng lên, băng Bắc Cực hai đầu tan ra, và dĩ nhiên Việt Nam là một trong 10 nước sẽ bị ngập chìm trước. Lý do gì? Hai lý do cơ bản. Một là nhận thức tà kiến của chúng ta rằng thiên tạo vạn vật, duy nhân tối linh, người là cái vật cao nhất trong tất cả các loài vật trên trái đất này. Điều đó không sai. Về cái tiến hóa tâm linh, cấu trúc vật lý và tâm hồn của con người dĩ nhiên là trí tuệ và phức tạp nhất. Nhưng điều đó có nghĩa là nó phức tạp kèm với cái lòng từ bi, nó tiến hóa kèm với cái trí tuệ, chứ không phải để cho mình đồng hóa với cái bản ngã, để mình cho mình quan trọng to lớn hơn cái vũ trụ này và sử dụng một cách vô tội vạ toàn bộ những cái tài nguyên của đất mẹ một cách cạn kiệt. Cái hệ mặt trời này nó chỉ là một hạt bụi rất nhỏ trong cái dải ngân hà, và trái đất này chỉ là một hạt bụi, và đất nước của chúng ta ở cũng chỉ là hạt bụi, và ta cũng chỉ là hạt bụi. Trong bao nhiêu con người chỉ là hạt bụi đó, nhưng ở trong cái hạt bụi ấy có một cái tôi bản ngã là vật tối linh. Tôi, cuộc đời của tôi quan trọng vô cùng, và với cái lòng tham vô tận ấy, ta muốn hưởng thụ không có giới hạn. Đó là vấn đề. Nhưng thực tế thì con vật mình không thấy, nó nhỏ giống như là côn trùng vi khuẩn, nhưng khi mà nó chết thì ta đã biết rồi đó. Ta không còn thức ăn, ta không còn cái khả năng tự phân hủy thức ăn ở trong ruột non ruột già của mình nữa, cho nên ta không có cái gì ghê gớm như là một trong hàng ngàn sự sống ở trên trái đất này mà thôi. Ta đến trong hạnh phúc và ta đi, ta đến hay ta đi gì đó không quan trọng với cái sự tồn vong của sự sống này. Mai mình chết, Ấn Độ mấy người khóc, Canada mấy người buồn, và Việt Nam mấy người thương nhớ. Sau đó 10 năm ta là hạt bụi, cỏ sẽ thay thế xương và thịt của ta, ta sẽ trở thành thức ăn của những loại khác. Vậy thì như là một người Phật tử, như một người hiểu đạo, như một người có lòng từ bi tu theo Đức Thế Tôn, ta nên hành động gì? Việc ta có thể làm là thay vì chặt một cái cây, trồng thêm một cái cây để nó làm xanh hơn đất mẹ này. Thay vì ta xả cọng rác hay ta xả xuống đất một cách vô tội vạ những cái bì ni lông, thì ta đi ngang qua và lượm bớt một cái. Thay vì ta ăn uống và hưởng thụ quá nhiều, ta bớt lại. Thay vì ta xài điện thoại, xài điện, đi xe máy quá nhiều, ta bớt lại. Thay vì nếu không vội vàng ta đi lên cầu thang, ta đi vào thang máy thì ta đi cầu thang bộ. Ta hạn chế tối đa cái mức độ sử dụng. Và thay vì ta ăn mặn, ta bắt đầu biết ăn chay. Và quan trọng nhất đó là ăn chay. Tại sao? Kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái cháy vừa rồi, những bức hình được chụp lên từ cả một đất nước Úc, nó như là một cái địa ngục trần gian, nó như là một hòn lửa nóng, nó như là một con bom nguyên tử mà con vật không biết cái đường nào là không cháy để nó thoát. Nó không biết chuyện gì xảy ra, nó có con, có mẹ, có cha của nó. Những cái bức hình chụp lên là một con chó cái, chó mẹ nằm ở đây, chó cha, chó đực nằm ở đây, và nó bị thiêu rụi. Nhìn sâu vào thì thấy giữa hai con chó đó có một bầy con thơ mới đẻ ra. Hai con chó này có thể bằng cái sức khỏe của nó cao chạy xa bay khỏi những cái đám lửa cháy rừng đấy, nhưng mà vì sao nó vẫn ở lại để ôm ấp những đứa con của nó và nó chết cùng. Điều này nó nói lên cái tình của con vật. Ta thấy con kangaroo nó tìm đường, nó chạy ra khỏi cái khu rừng để ở trên cái khoảng không có lửa cháy thì có đường thôi, nhưng mà đã bị rào lại và nó đứng đó để bị thiêu cháy. Ta thấy nửa mặt của một con hổ bị cháy thiêu rụi đi. Con như là một con người có cái thân này, nó từng nhổ đi một cái răng. Cái lúc mà cái răng ở cái góc nó bị bưng ra một bên đó, là cái nỗi đau nó thấu cả cái cơ thể này đến từng cái cm nhỏ. Con đã từng thấy được ông ngoại của mình già cái lúc mà sắp lìa cuộc đời, sợ hãi kinh hoàng như thế nào. Cái cây nó cũng có một sự sống, huống hồ gì cái cơ thể sống của một con vật, nhưng nó không có lối chạy, kêu, nó la, và cuối cùng là nó chết với một số lượng mà ta nghĩ là con vật chết với một số lượng nửa tỷ. Nếu đó là con người, nếu đó là một sự sống, ta là ai mà cho mình là tối linh để ta đặt quyền cho ta hơn những loài khác? Đó là một con vật. Nếu ta là một con người thì lòng từ bi của chúng ta và trí tuệ của chúng ta nên cân bằng hóa và bình đẳng hóa lại với cái nhận thức rằng ta không là ai cả, thì tất cả mọi loài khác đều có quyền sống như ta. Nếu ta lấy cây dừa mà cho nó ra trái ổi, hoặc là cho nó ra trái xoài, hoặc là cây xoài mà nó muốn biến thành cây dừa, nó không thể. Nó chỉ là một sự sống duy nhất, và mỗi sự sống như vậy nó đều có một cái giá trị đặc biệt riêng của nó. Ta hãy có một cái thời gian khoảnh khắc nào đấy, nhìn sâu như một chiếc lá, hay nhìn sâu như một con cào cào hay con kiến, ta sẽ thấy được cái mức cái tạo hóa này nó dành bao nhiêu cho cái thân người này, thì nó cũng dành bấy nhiêu cái sự chú tâm cho một con kiến. Hoàn toàn không có sự phân biệt. Ta nghĩ rằng ta là tối linh bởi vì ta tạo ra thân người này sao? Không, ta không tạo ra con tim này, ta không tạo ra máu, ta không tạo ra sữa mẹ. Tất cả là do nghiệp của ta đã quá khứ, và cái vũ trụ nó vận hành, nó tạo ra cho ta một kiếp người. Và cũng giống như vậy, cái vũ trụ này vận hành như một món quà, nó tạo ra một sự sống khác, dù đó là cái cây hay con cào cào. Thì ta không là ai cả. Cái nhận thức về chánh kiến nó rất là quan trọng. Với cái nhận thức chánh kiến đó, ta bắt đầu biết là cái vấn đề ăn chay nó không phải là vấn đề đơn thuần cá nhân nữa, mà nó là vấn đề toàn nhân loại. Vì sao vậy thưa quý vị? Thứ nhất, nó là vấn đề cá nhân tu tập tâm linh. Đức Phật không phải một cách đơn giản mà là dạy không được ăn 3 loại thịt: thấy, nghe và nghi, gọi là tam tịnh nhục. Thì ăn những cái loại thịt nào đặng na tín thí hiến cúng, nhưng không được thấy, không được nghe, không được nghi con vật đó chết đau khổ vì mình, cũng gọi là ăn chay. Ăn chay của Đại Thừa là hoàn toàn thanh tịnh chay. Tại sao như vậy? Kính thưa quý vị, là theo các nhà nghiên cứu khoa học, 78% các lượng tháng khí gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường là do công nghiệp chăn nuôi mà ra. Và cái cơ thể này của mình nó không phải là cơ thể giống như răng nanh của động vật ăn thịt để cắn xé. Ruột của mình không phải là ruột ngắn để mà chứa thịt, nó là ruột dài để chứa cỏ. Cho nên cơ thể này là thích hợp để gặm nhấm và nhai trong cái cắn xé, tức là cơ thể này nó để cho ăn thực vật. Là người là để ăn thực vật, là người là cao cấp, không thể ăn loài khác. Dĩ nhiên để cơ thể này sống phải có một cơ thể nào đó ở bên ngoài kia chết để cho ta hưởng thụ cái sự sống này. Nhưng nếu ta đưa vào trong cơ thể này một cái món ăn với cái cấu trúc ADN và cái phân tử nguyên tử nó quá phức tạp, không những là vật lý của cái cấu trúc phân nguyên tử không, mà là cái năng lượng tham, sân, si, sợ hãi, vui buồn, giống như con chó, con gà, con bò, con heo, nó có cảm xúc của nó hết, mà ta đưa vào đây thì cơ thể này phải dành rất nhiều thời gian, năng lượng để chuyển hóa thành dinh dưỡng mà nuôi cơ thể này. Nếu mà ta được lựa chọn thì ta dĩ nhiên lựa chọn những gì đơn giản nhất và tốt đẹp nhất, nhẹ nhàng tiêu hóa nhất cho cơ thể của mình, đúng không? Đó là cái lựa chọn trí tuệ, chưa nói cái chuyện là đạo đức đúng hay sai, tâm linh tu tập trong đây. Đang nói cái chuyện là cái cơ thể này nó thích hợp cho cái thức ăn gì và ta dùng những cái thức ăn nào thích hợp nhất cho nó. Đó là người có trí tuệ. Nhưng nó không dừng lại ở đây, bởi vì ngày hôm nay truyền thông kết nối của cả nhân loại nó quá dễ dàng, và người ta đã thấy được cái nhu cầu của cả nhân loại đang đi lên rất mạnh. Và nếu chúng ta không ý thức được điều đó thì cái nhu cầu lòng tham hưởng thụ của mình sẽ được tận dụng một cách tối đa, để những công ty nó một cách vĩ mô hóa làm đi những cái trại chăn nuôi đến hàng tỷ con bò, con heo, gia cầm, lấy thịt, lấy sữa. Và kính thưa quý vị, con sẽ nói sâu về cái chỗ tại sao một người ăn chay là có thể đóng góp rất lớn thanh lọc và bảo vệ môi trường. Theo nghiên cứu khoa học thì kính thưa quý vị, 1 kg thịt và 1 kg thịt bò nó cần đến 10 kg ngũ cốc. 10 kg ngũ cốc mới làm ra được 1 kg thịt bò. Nghĩ con bò nó to bao nhiêu thì nó ăn dĩ nhiên là nhiều như vậy thôi. Tới 4 kg ngũ cốc mới tạo ra được 1 kg thịt heo, và 3 kg ngũ cốc mới tạo ra được 1 kg thịt gia cầm, gà hay vịt gì đó. Tính trung bình ấy, khoảng trên 10 kg đậu nành mới tạo ra được 1 kg thịt bò đỏ. Cái đậu nành protein bao nhiêu? Có nghĩa là người ta tính thêm với cái số lượng đậu nành như vậy để tạo ra thịt như vậy thì nó quá phí đi. Bởi vì thịt bò đỏ là đạm protein rồi rất nhiều, nhưng mà nó quá phí phạm. Nó phí như thế nào? Nó phí tới 90% protein, 100% hydrat carbon, 100% chất xơ. Nhưng mà 1 kg thịt bò đó nó lại làm ô nhiễm, tạo ra 36 kg CO2, là cái một trong những cái khí độc làm tăng cái hiệu ứng nhà kính, hâm nóng cái đất này. Cái mức độ ô nhiễm của nó được ví giống như là một bóng đèn 100W mà được thắp sáng liên tục trong 20 ngày, hoặc là giống như một chiếc xe hơi 4 bánh mà lái liên tục trong 3 tiếng. Thì ta nghĩ cái mức độ của nó là nhiều đến như vậy. Là kính thưa quý vị, để mà chăn nuôi ấy, thì ta đã dùng một cái số lượng đất mênh mông bát ngát. Quý vị biết không, theo như Philip Wallen, một trong những con người đặc biệt và có một cái bài phát biểu chấn động thế giới về việc ăn chay, ông ta nói rằng thế đất này loài người chúng ta đang có khoảng 1 tỷ người chết đói, chết vì đói, 20 triệu người đang chết dần vì thiếu dinh dưỡng. Cho nên chỉ cần giảm đi 10% lượng thịt trong bữa ăn thì có thể cứu được 100 triệu người. Và nếu chấm dứt hoàn toàn ăn thịt thì không còn nạn đói. Vì sao? Con nghĩ khó hiểu là bởi vì thời hiện đại thức ăn dễ kiếm dễ trồng, khoa học kỹ thuật phát triển làm gì có chuyện chết đói nhiều vậy. Nhưng mà ở đây này kính thưa quý vị, người ta nghiên cứu là có khoảng 71% toàn bộ cái số lượng của đất này là được dùng cho trồng trọt. Nhưng ở trong đó là 50% là dùng cho trồng trọt để lấy thực phẩm cho con vật để chăn nuôi công nghiệp, chứ không phải cho con người để ăn. Tức là khoảng 5 tỷ hecta đất là cho trồng trọt, nhưng trong đó 4 tỷ hecta là trồng trọt để chăn nuôi, còn 1 tỷ hecta còn lại là trồng trọt để nuôi con người thôi. Tức là cái số đất mà dành cho con vật để chăn nuôi và thức ăn cho nó ấy, lớn vô cùng. Và cái số đất đó là cho ai? Cho doanh nghiệp nhà nước, cho doanh nghiệp cá nhân, cho những con người có tiền lớn. Cho nên những con người mà nghèo khổ càng nghèo khổ hơn. Họ phải làm rất cực để tạo ra ngũ cốc, đậu, nhưng họ phải bán nó đi để lấy lại thức ăn khác, để phương Tây mua lại cái thức ăn đó. Không phải cho người ăn mà là cho bò, cho heo ăn, làm thức ăn cho gia súc, rồi họ bán thịt gia súc với cái giá cao hơn, họ lời hơn. Cho nên người chết vì đói ngày càng nhiều hơn, bởi vì đất ít lại và họ không có tiền mua những cái sản phẩm người nông dân làm ra so với cái giá mà xí nghiệp họ có thể mua, công ty có thể mua. Như vậy là nếu mà ta biết ăn chay thì ta đã giảm đi nạn đói rất nhiều rồi. Theo như một tiến sĩ sinh vật học thì ông một cách hùng hồn tuyên bố rằng nếu một người ăn chay 70 năm có thể giảm đi 100 tấn CO2. Nếu một tuần ăn một lần có thể giảm đi 170 kg CO2. Và ông ta tuyên bố 10 năm ông đã ăn chay và ông đã giảm đi hàng tấn CO2 trên trái đất này. Như vậy ăn chay không những là giảm đói mà là còn giảm ô nhiễm môi trường. Kính thưa quý vị, phí ngũ cốc để nuôi con vật thay vì để nuôi người, mà là còn phí đất. Thay vì 1 hectare có thể nuôi đến 30 người nếu trồng thực vật cho con người, mà nếu trồng thực vật để cho chăn nuôi gia súc thì cái số 1 hectare đó chỉ nuôi được 5 đến 10 người thôi. Và còn hơn nữa, cứ mỗi 1 phút trên thế giới này ta tính là có 8.000 m2 đất rừng bị khai phá cho công nghiệp chăn nuôi. Và chính cái công nghiệp chăn nuôi phá rừng đó là một trong những nguyên nhân cháy rừng chính của rừng Amazon 2019. Khoảng nửa tỷ hectare đất của Amazon, lá phổi của đất này bị cháy. Cái lượng thịt mà khi được tiêu thụ, nhất là thịt bò, nó tạo ra một cái lượng ô nhiễm cực kỳ lớn. Kính thưa quý vị, cái khí độc nhất đó là nitroxid N2O. Khí này nó độc gấp 250 đến 300 lần khí CO2. Cái gì là nguyên nhân chính tạo ra? Đó là phân bón vô cơ cho các cái loại thực vật trồng như là thức ăn cho chăn nuôi gia súc gia cầm. Và cái khí này có thể duy trì ở trong đất, trong nước cả hàng thế kỷ. Nó gọi là khí cười, khí độc nhất trong những khí độc. Và thứ hai là khí metan CH4. Khí này đã độc đến trên 30 lần so với khí CO2. Và 41% cái lượng khí metan này được tạo ra bởi công nghiệp chăn nuôi. Và trung bình một con bò trưởng thành nó có thể tạo ra trên 100 kg khí metan. Và đến năm 2017, tài liệu của Mỹ công bố là khoảng 1,6 tỷ con bò chăn nuôi để lấy thịt. Thì quý vị nhân lên cái khí metan này, nó làm ô nhiễm biết là bao nhiêu. Và đặc biệt nhất là khí CO2 là cái thành phần chính tạo ra các lỗ hổng của tầng ozone, hiệu ứng nhà kính. 78% các cái tán khí được thải ra làm ô nhiễm môi trường là do công nghiệp chăn nuôi. Và kính thưa quý vị, chính vì cái tầm quan trọng của cái việc ăn uống hàng ngày nó làm ô nhiễm lớn như vậy, cho nên 7 nhà khoa học lớn của trường đại học nổi tiếng thế giới là Oxford phải bắt tay vào việc nghiên cứu liên tục 7 tháng trời trên khoảng 50.000 người với 4 cái đối tượng ăn uống khác nhau. Thì người ta nghiên cứu, ta thấy nè, nếu mà một người đang ăn thịt 100g mỗi ngày giảm xuống còn dưới 50g thì người đó có thể giảm cái lượng CO2 ở trong cái bầu khí quyển đất này nè xuống mỗi một năm á, là họ giảm 910 kg CO2. Và nếu là họ chuyển xuống ăn chay thì họ giảm với con số rất lớn là 1.230 kg. Và nếu giảm xuống chay, thuần chay luôn thì 1.560 kg mỗi một năm như vậy. Tức là đó là lý do vì sao mà Phật dạy ăn dưỡng giới là nó có phước quý vị. Chúng ta không thấy được bởi vì nó vô hình, nhưng bây giờ khoa học người ta tính toán được ra số liệu, thống kê hết rồi đó. Là nếu ta ăn chay mà thuần chay thì một năm như vậy ta giúp cái trái đất này nó thanh lọc, nó mát dịu, nó bớt ô nhiễm lại với một số lượng cụ thể là 1560 kg CO2 đã được tiêu hủy bởi người ăn chay. Điều này quan trọng không? Rất quan trọng, rất là cảm hứng cho mình làm một hành động gì đó rất đơn giản thôi, đó là đừng có mua thịt, tiêu thụ thịt nữa, nhất là thịt đỏ, nhất là thịt bò. Bởi vì cái lượng thịt bò, cái khí thải của nó ra ngoài môi trường này nó gấp 10 lần, ô nhiễm gấp 10 lần cái thịt gia cầm, đó là thịt heo và thịt gà, thịt vịt. Và thịt heo, gà, vịt nó ô nhiễm gấp 10 lần cái khí thải ra từ rau và củ quả. Cho nên kính thưa quý vị, chúng ta chỉ cần một hành động nhỏ là ăn chay là chúng ta đã là một phần đóng góp rất lớn cho đất mẹ đang kêu gào, đang rên rỉ này rồi. Hành động đó rất đẹp, và ăn chay chắc chắn không khó, và ăn chay nó không phải là sai khoa học. Hai đại học lớn nổi tiếng của thế giới là Cornell và Harvard đã nghiên cứu và đưa ra kết luận ở trong cái hệ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe của một người thì thịt chiếm 0%. Chúng ta hãy chung tay đừng để mình là một trong những đống lửa của nước Úc hoặc là chính đất nước của mình để thiêu rụi, để làm nóng lên trên đất. Mình đừng chung tay vào thành những trận lũ lụt cuốn đi sự sống ở trên trái đất này, mà mình hãy bảo vệ màu xanh của trái đất bằng cách tiêu thụ có chánh niệm. Ăn chay nó không phải là vấn đề đơn giản cá nhân nữa, tâm linh tu hành nữa, mà nó đã trở thành cái vấn đề toàn cầu, vấn đề trách nhiệm, vấn đề môi trường, vấn đề sức khỏe, vấn đề của chính bản thân và sự sống của mình. Vậy khi ai nghe clip này, chúng ta có duyên với con, với Phật Pháp, hãy thực tập nếu được, giảm lượng thịt 100g của một ngày xuống dưới 50, và có thể ăn chay một tuần một lần, và có thể ăn chay trường càng tốt. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.